Uh, kính thưa um, ban giám đốc, kính thưa um, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp, thì uh, sau đây em xin trình bày bài hình ảnh học tim mạch uh, có TX hay cản qua trong thai kỳ uh, nguy cơ có nhiều hơn là ít hay không? Dạ, uh, kính thưa các anh chị, thai kỳ là một cái uh, thử thách, một cái yếu tố nguy cơ tim mạch có nguyên nhân này là do trong suốt thai kỳ thì uh, uh, thể tích nội mạch, nhịp tim. Uh, thể tích giác bóp và cung dẫn tim tăng dần từ tháng thứ tư thai kỳ và tăng dần đặc định tối đa vào tam cá nguyệt 2, cung dẫn tim có thể tăng từ 30 tới 7 uh, 30 tới 50%. Um, một uh, cái thống kê tại Mỹ. Một thống kê tại Mỹ từ năm uh, 2007 tới năm 2016 tức là trong vòng 10 năm thì uh, Uh, các uh, bệnh lý tim mạch là nguy cơ gây tử vong hàng đầu trong thai kỳ uh, chiếm tới 33.6% uh, Tỷ lệ phần trăm này là mình chưa tính tới 7 phần 7.8% các bệnh lý tăng huyết áp và 9.2% các bệnh lý liên quan tới huyết khối. Biểu đồ thể hiện uh, biểu đồ này thể hiện các uh, tần suất bệnh lý tim mạch ở trong thai kỳ thì chúng ta có thể thấy là qua các năm từ năm 2010 cho tới năm 2016, cái màu xanh là tỷ lệ các bệnh lý tim mạch nói chung là đang tăng dần lên. Với các bệnh lý tim mạch thường gặp nhất là bao gồm có uh, suy tim, tăng huyết áp và bệnh lý về rối loạn nhịp là cái uh, điều biểu diễn màu nâu và màu ca và màu trắng ở đây. Các bệnh lý tim mạch là thường gặp và nguy hiểm như vậy vì vậy á uh, mà việc chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị um, là rất là một cách chi tiết thì rất là cần thiết cho bệnh nhân ở trong thai kỳ và lúc này thì vai trò của hình ảnh học tim mạch là rất là quan trọng thì um, trong đa số các trường hợp thì uh, mình có điện tim với siêu âm tim là cái uh, phương pháp chẩn đoán hình ảnh tim mạch chính và có thể cung cấp là đa số hầu hết các cái câu hỏi liên quan tới lâm sàng uh, trong một số trường hợp thì ví dụ như bệnh nhân có bệnh van tim thì chúng ta có thể sử dụng phải sử dụng tới siêu âm tim qua thực quản nếu bệnh lý nếu bệnh nhân có một số bệnh lý liên quan đến tâm thất ví dụ như uh, viêm cơ tim hay là bệnh lý cơ tim chúng ta có thể phải sử dụng tới MRI tim có hoặc không có thuốc uh, tương phản gốc gadolinium nếu bệnh nhân có các bệnh lý liên quan tới động mạch chủ hay là bệnh mạch vành thì chúng ta có thể phải sử dụng tới các phương pháp uh, hình ảnh học tim mạch mà sử dụng phóng xạ như là X quang CT ngực có cản quan hoặc là mình phải chụp mạch vành. Tuy nhiên là trong thực hành lâm sàng cái nhóm bệnh mà mình cái nhóm phương pháp chụp đoán hình ảnh như là CT hay là X quang thì có thể là một số người bác sĩ lâm sàng dè dặt do cái lo sợ về nguy cơ liên quan tới phóng xạ và cản quan cho bé. Nên cái cái cái, cái phương pháp chụp đó hình ảnh này chúng ta có thể mình mình làm bị chậm. Thì trong khi mà mình lựa chọn một phương pháp chẩn đoán hình ảnh á, thì uh, trong thai kỳ thì mình phải luôn luôn cân nhắc giữa <laughs> mình phải luôn luôn cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của mẹ và bé lợi ích của mẹ là khi mà, uh, mà thai phụ được uh, chẩn đoán và điều trị uh, đầy đủ á, thì tiên lượng của người mẹ sẽ tốt nhất tiên lượng mẹ tốt thì tiên lượng của bé cũng tốt tuy nhiên á, là uh, mình sẽ luôn luôn bị uh, kéo lại bởi cái nguy cơ của thai đó là những cái lo sợ về tiếp xúc về phóng xạ gây ra quái thai và có thể gây tử vong cho bé. Tuy nhiên vì những cái lo sợ này mà chúng ta trì hoãn thực hiện cận lâm sàng đó, thì sẽ gây ra nguy cơ cho mẹ đó là mình sẽ chẩn đoán bị chậm và từ đó là điều trị bị chậm trễ và tiên lượng của mẹ sẽ không có tốt thì với những cái thông tin đó thì chúng ta người bác sĩ lâm sàng đó, thì mình cần phải biết được những cái chỉ định những cái khả năng và những cái hạn chế của từng cái phương pháp uh, chẩn đoán hình ảnh để mình có thể sử dụng tốt nhất thì uh, chúng ta sẽ bước vào cái phương pháp đầu tiên đó là siêu âm tim thì uh, trong hai kỳ thì siêu âm tim là phương pháp chẩn đoán hình ảnh nền tảng uh, của trong tim mạch uh, trong tim mạch thì uh, với tia, chỉ với siêu âm tim chúng ta có thể uh, đánh giá được kích thước các buồng tim chức năng hai thất van tim, động mạch chủ và các bệnh lý tim bẩm sinh. Siêu uh, âm tim có lợi ích uh, rất lớn đó là siêu âm tim an toàn, uh, không liên quan tới phóng xạ, có thể sử dụng rộng rãi, không đắt tiền và có thể uh, mình làm lại được nhiều lần. Tuy nhiên siêu âm tim có một vài giới hạn đó là chất lượng hình ảnh càng về các tháng cuối thai kỳ thì hình ảnh sẽ không được đẹp lắm. Ngoài ra chúng ta còn phải uh, cân nhắc tới các biến thiên giữa các lần làm siêu âm và biến thiên giữa các bác sĩ và các thông số trong uh, các thông số siêu âm tim trong thai kỳ nó sẽ hơi thay đổi nhẹ làm hơi cản trở các bác sĩ siêu âm và tim mạch biện luận một chút. Uhm, ngoài các giới hạn trên đó, thì có một vài bệnh lý rất là nguy hiểm rất là nặng mà siêu âm tim không thể chẩn đoán được. Ví dụ như là thuyên tắc phổi hay là phần bóc tác động mạch chủ ngực hay là viêm cơ tim hay bệnh cơ tim. Thì uh, ví dụ như là uh, cái bệnh phần bóc tác động mạch chủ ngực thì uh, các mà các tiêu chuẩn trong siêu âm tim chúng ta chỉ có thể ví dụ như mặt cắt trục và dọc cạnh ức mình chỉ thể đánh giá được đoạn đầu của cung đập của cái động mạch chủ thôi cái mà mặt cắt ở trên hòm ức đó, thì mình chỉ thể đánh giá được một phần của đoạn quai thôi vì vậy lúc này là những cái lúc mà mình phải cân nhắc tới những cái lựa chọn khác ví dụ như ct scan hay là MRI tim thì mình sẽ qua phần tiếp theo là MRI tim thì em uh, MRI tim thì như uh, em nói hồi nãy thì MRI tim có thể đánh giá được uh, bệnh lý động mạch chủ và tim bẩm sinh và hai nhóm bệnh lý này thì mình có thể đánh giá được mà có thể không cần dùng tới thuốc cản từ à, các bệnh lý khác như là bệnh lý về thất phải hay bệnh lý viêm cơ tim hay bệnh cơ tim lợi ích rất lớn của MRI đó là à, như siêu âm MRI không liên quan tới phóng xạ sẽ ít biến thiên mình sẽ loại trừ được các biến thiên giữa người làm và các lần làm và chất lượng hình ảnh của MRI thì rất là cao Tuy nhiên giới hạn của MRI đó là thời gian chụp rất là dài có thể mất từ 45 phút cho tới một tiếng cho một sản phụ phải nằm phải theo nhịp hít thở thì rất là khó khăn. Và có một số chẩn đoán à, một số chỉ định đó, thì mình cần phải dùng hết thuốc cản từ. Các khuyến cáo thì người ta nói rõ luôn đó là uh, tim không chất uh, tương phản gốc barium thì an toàn trong thai kỳ và là phương pháp chẩn đoán hình ảnh học nên được cân nhắc nếu siêu âm tim chưa mang lại cho chúng ta đầy đủ thông tin. Một ví dụ là ở đây mình có một uh, một sản phụ 27 tuổi hai 27 tuần có tiền căn là hội chứng mạch van và thay van động mạch chủ cơ học thì uh, bệnh nhân nhập viện do bị đau lưng kèm với mạch bệnh phải yếu thì uh, uh, siêu âm tim khi mà mình uh, siêu âm ra mà chưa có gì bất thường thì lúc này chúng ta phải cân nhắc tới các phương pháp chẩn đoán như là CT hoặc MRI. thì CT thì mình sẽ phải uh, 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 và mà thai nhi phải tiếp xúc với phóng xạ thì nếu mà được thì chúng ta nên nên chỉ định em thì ở đây thì bệnh nhân được chỉ định em thì hình ảnh ra vẫn rất là đẹp thì ở đây mình có thể thấy được nguyên cái cung động mạch chủ ở đây mình có thể thấy được lòng thật và lòng giả <laughs> thì cái chẩn đoán ở đây mình có luôn đó là bệnh nhân bị phình bóc tách động mạch chủ ngực thì khi mình tập thì em nó đưa mình rất nhiều thông tin ví dụ mình có thể thấy được cái vành động mạch chủ cơ học ở đây à, xuống dưới thì mình có thể thấy được cái lấy nhau thai thai nhi Kéo xuống dưới nữa cái hình nó hơi, hơi nhỏ hơi xấu nhưng mình có thể thấy được cái bóc tách của cái động mạch là chậu phải ở phía dưới luôn. Thì đó là MRI. Nói về thuốc cản từ gốc gadolinium thì thuốc cản từ tan trong nước qua nhau thai vào thai nhi và từ đó thai nhi nó sẽ vào nước ối. Lúc này thuốc cản từ nó sẽ ở lại ở trong nước ối và một khoảng thời gian mà mình gọi là không thể biết được. Uh, về uh, nghiên cứu thì chưa có nhiều chỉ có một vài dữ dữ liệu nghiên cứu hồi cứu thì cho thấy uh, thuốc cản từ gây tăng nguy cơ về bệnh lý liên quan đến tình trạng viêm thấp uh, da thâm nhiễm và có thể gây thai tiết lưu vì vậy uh, mà FDA xếp uh, thuốc cản từ vào nhóm C và khuyến cáo là uh, chỉ phải được sử dụng rất là cẩn thận và chỉ sử dụng khi mà cái lợi ích nó hoàn toàn lớn hơn nguy cơ đặc biệt là nếu mình sử dụng uh, trong tam cá nguyệt một và nếu mình sử dụng thì mình nên tránh các các thuốc cản từ mà nó nhạy cảm với nhiệt. về nếu mà bệnh nhân đang cho con bú thì thuốc cản từ tiết rất ít qua sữa mẹ, chỉ bé cái lượng là bé hơn 0.04% trong 24 giờ đầu và bé chỉ hấp thụ một phần 2% lượng này. Vì vậy mà ACOP khuyến cáo là khi mà bà, bà mẹ đang cho con bú thì có thể tiếp tục vẫn tiếp tục cho con bú. À, mình qua nhóm uh, cuối cùng đó là hình ảnh học tim mạch sử dụng phóng xạ như là X quang ngực thẳng hay CT scan hay là can thiệp mạch máu. Thì uh, các nguy cơ khi mà các bác sĩ lo lắng uh, trong lâm sàng khi mà chụp uh, nhóm hình ảnh này uh, là nguy cơ thai nhi tiếp xúc với phóng xạ thì có thể gây ra nguy các nguy cơ liên quan tới sảy thai, thai chích lưu, gây quái thai, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, gây bất thường về rối loạn nhận thức và cuối cùng là ung thư thì uh, nguy cơ cho thai nhi khi mà tiếp xúc với phóng xạ có xảy ra những cái uh, những cái điều này hay không á, thì phụ thuộc vào hai điều. Điều thứ nhất á, là liều phóng xạ và liều thứ hai là tuổi thai. Là tuổi thai khi tiếp xúc với phóng uh, khi tiếp xúc với phóng xạ. Về uh, về tuổi thai khi tiếp xúc với phóng xạ thì uh, uh, khuyến cáo của ACOP năm 2017 ghi rõ là nếu mà tuổi thai mà dưới 50 ngày tuổi thôi khoảng từ 7 đến 8 tuần á thì các nguy cơ chủ yếu liên quan tới uh, uh, bất thường tạo lập cái cơ quan. Còn nếu mà trên 50 ngày thì chủ yếu là liên quan tới việc là chậm phát triển cái uh, trí tuệ. Còn về uh, tuổi thai và liều phóng xạ thì bạn ở dưới mình có thể thấy đó, là nếu mà tuổi thai dưới 8 tuần và cái liều phóng xạ là trên 50 mg chủ yếu là trên 50 thì nếu mà với cái liều này thì có thể gây ra là chấm nhất thai kỳ và gây ra các dị tật bẩm sinh ở hệ xương, mắt và và hệ sinh dục. Còn nếu mà sau 10, sau 8 tuần với liều phóng xạ là trên 60mg thì có thể liên quan chủ yếu, cái bất thường liên quan chủ yếu tới sự chậm phát triển vị trí thông minh, nhận thức khuyến cáo của hiệp hội phóng xạ Mỹ cũng đưa ra cái ngưỡng tương tự thì người ta đưa ra là cái ngưỡng 1 mg là cái ngưỡng chung của trong cộng đồng thì cái ngưỡng 50 mg là cái ngưỡng mà có mà sẽ gây hại cho thai nhi thì đó là cái ngưỡng gây hại còn khi mà mình chụp một cái phim thì cái liều phóng xạ tiếp xúc với thai nhi là bao nhiêu thì khi mà mình chụp phim uh, X-quang ngực hay CT ngực á, cái, cái cái liều tia chủ yếu là đi ngang qua phổi và tim. Bé thì nằm dưới này được bao quanh bởi các mô của mẹ là nhau thai, nên cái liều phóng xạ bé tiếp xúc chủ yếu là những cái liều phóng xạ phân tán. Thì liều phóng xạ ở đây thì nó khá là nhỏ. Thì mình có cái bảng ở đây. Xin nhắc lại là siêu âm tim và em tim là hoàn toàn không có phóng xạ. X-quang ngực thẳng, liều phóng xạ chỉ là 0.002 và 0.1 là rất là thấp. CT scan là chỉ có 0.03 và 0.66 này CT scan ngực à, xạ hình không khí tưới máu và PET thì mình chưa có làm à, các biện pháp liên quan đến can thiệp mạch máu thì tùy vào cái thời gian và cái loại biện pháp mà mình sẽ có cái cái cái, cái liều phóng xạ nó là từ 3 tới 20 tóm lại á, là um, cái cái lượng phóng xạ thai như tiếp xúc thì nhỏ hơn rất nhiều so với cái liều gây hại. Vì vậy mà x quang ngực và CT-scan ngực thì nên được thực hiện nếu mà cần thiết cho chẩn đoán. Về nguy cơ ung thư thì khi một bé sơ sinh tiếp xúc với phóng xạ thì nguy cơ phát sinh ung thư là 0.4% mỗi thì Nguy cơ tương đối phát triển ung thư thì có thể cao gấp 2 lần nhưng mà cái nguy cơ tuyệt đối thì rất là thấp cái bảng bên này thì nó tùy vào cái lượng phóng xạ và cái mô hình cái mô hình thông cái báo, cách chụp báo của mình báo là cái nguy cơ có cao hay không trình bày. Thì ví dụ xin như với liều 10 mg thì với mô hình thấp thì cái chỉ là có một bé trên bốn ngàn rưỡi bé và nếu mô hình cao thì là một bé trên một ngàn bảy bé tóm lại là liều phóng xạ tiếp xúc là mình không nên ngược vượt quá ngưỡng 50 mg để tránh các nguy cơ về phóng xạ cho thai nhi nếu mà được thì chúng ta nên hoãn các phương pháp chẩn đoán hình ảnh này cho tới qua cái khỏi cái quá trình mà tạo lập cơ quan tức là trên 12 tuần và nếu và nên sử dụng cái liều phóng xạ thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh theo nguyên tắc Alara. Yeah về chất cản quan dùng trong phóng xạ thì chất cản quan cũng có thể qua nhau thai và vào thao nhi và nước ối tuy nhiên là chất cản quan không gây quái thai và không có một cái um, báo cáo nào ghi nhận biến chứng trên thai liên quan tới chất cản quan tuy nhiên là nếu mình tiêm trực tiếp chất cản quan vào nước ối thì có thể gây suy giáp sơ sinh fda xếp uh, thuốc, thuốc cản quan là nhóm b và khuyến cáo là nên sử dụng thuốc cản quan khi cần thiết trong thực hành lâm sàng với bà mẹ cho con bú thì tương tự thì thuốc cản quan tiết rất ít qua sữa mẹ vì vậy bà cốt tiếp tục khuyến cáo là tiếp tục cho con bú. Một cái chỉ định mà làm khó rất cho bác sĩ lâm sàng ở trong trong việc tiếp cận khó thở cho bệnh nhân có thai đó là cái chẩn đoán về thuyên tắc phổi. Thì khuyến cáo của OSC năm 2019 là người ta ghi rõ là nếu mình nghi ngờ có thuyên tắc phổi trên thai phụ thì chúng ta sẽ đánh hai điểm nguy cơ. Nếu bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc là nguy cơ trung bình cao với cái uh, DDMA là dương có kết quả dương tính chúng ta nên bắt uh, bắt đầu điều trị uh, với uh, um, một liều với uh, heparin trọng lượng phân tử thấp sau đó chúng ta sẽ chụp X quang và làm siêu âm tĩnh mạch chi dưới nếu mà X quang ngực uh, chữ a ở đây nếu mà X quang ngực là bất thường thì chúng ta nên tìm nguyên nhân đau ngực hay khó thở khác nếu mà làm bước thứ hai là nếu mà cái uh, siêu âm tĩnh mạch chi dưới mà dương tính tức là mình 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 thấy được có huyết khối tĩnh mạch chi dưới thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị với um, heparin trọng lượng phân tử thấp và mình sẽ đánh giá nguy cơ huyết khối chuyển qua bác sĩ tim mạch. Nếu mà cả hai uh, siêu âm tĩnh mạch chi dưới và X quang đều uh, bình thường thì chúng ta phải xem lại là uh, mình có nghi nhiều là là huyết khối tĩnh mạch chi dưới hay không và đặc biệt là cái uh, tĩnh là cái uh, đặc biệt là tĩnh mạch ở tĩnh mạch chậu thì rất là khó thấy qua siêu âm vì vậy nếu mà chân bị phù nhiều hoặc là bệnh nhân đau ở mông nhiều thì mình có thể cân nhắc em để loại trừ cái cái khối tĩnh mạch chi dưới còn nếu cả hai cái đều âm tính mà mình vẫn nghi thì chúng ta bắt buộc phải chụp CT thì quay lại thì mình cũng phải chụp CT nếu cần thiết và mình sẽ cố gắng dùng liều thấp nhất có thể Dạ. và để kết luận thì em xin mượn lời của ACOG năm 2017 đó là siêu âm tim là phương pháp chẩn đoán hình ảnh tim mạch nền tảng uh, em đo tim không thuốc tương phản gốc là gadolinium là an toàn và là lựa chọn ưu tiên trong hai kỳ sau siêu âm tim các phương pháp chẩn đoán hình ảnh học tim mạch sử dụng phóng xạ như là X quang ngực thẳng hay là CT ngực có cản quan nên được thực hiện nếu cần thiết cho chẩn đoán và điều trị do lực phóng xạ thai si tiếp xúc nhỏ hơn rất nhiều so với liều gây hại là 50mg và chúng ta nên trị hoãn tốt, tốt nhất là sau tháng, à, tuần thứ 12 của thai kỳ. Dạ em xin hết.